có nhà chục tỷ, bốn công ty lớn, Lý Hải vẫn cho con ăn kem vỉa hè, học trường công. Mặc dù sở hữu trong tay khối tài sản có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng, nhưng vợ chồng Lý Hải Minh Hà chắc chắn sẽ khiến bạn phải nể phục vì nuôi dạy con quá dân dã. Lý Hải Minh Hà từ lâu đã trở thành cặp vợ chồng nổi tiếng trong làng giải trí Việt, không chỉ bởi tài năng ca hát, sự nghiệp diễn xuất của Lý Hải hay danh hiệu Hot Mom của Minh Hà, mà còn bởi họ có những cách dạy con bình dân, giản dị, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Khối tài sản kết xù. Xuất thân từ một ca sĩ chuyên hát nhạc hoa lời Việt nhưng dễ nghe, dễ hiểu, Lý Hải nhanh chóng chiếm được tình cảm của những người yêu âm nhạc. Danh tiếng của Lý Hải được đánh dấu quan trọng hơn kể từ khi kết hôn với bà xã xinh đẹp Minh Hà và họ đã có cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Từ những ngày cặp vợ chồng trẻ với số vốn trong tay vô cùng ít ỏi, có lẽ đến thời điểm hiện tại, khối tài sản giá trị nhất của cặp vợ chồng này phải kể đến là bốn nhóc tỳ vô cùng đáng yêu, Rio, Mio, Jerry và Sunny. Bên cạnh đó, khối tài sản thực sự thứ hai là những con số giá trị về tiền mặt, đếm mãi chẳng hết. Đầu tiên là căn nhà rộng, khang trang mà gia đình hạnh phúc của Lý Hải đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, có giá trị khoảng 2 triệu USD, hơn 40 tỷ đồng. Được nam ca sĩ cất công đầu tư hẳn 2 năm trời để xây dựng, với nhiều tầng, nhiều phòng và vườn cây mini đủ các thức quả. Ngoài lĩnh vực ca hát, anh chàng miền Tây này còn thử sức và thành công với lĩnh vực điện ảnh. Lý Hải mạnh tay chi tiền tỷ để thực hiện 2 phần của bộ phim, doanh thu mà anh thu lại được là một con số nhiều hơn thế. Trong dự án này, Lý Hải thử sức ở vai trò nhà sản xuất kiêm đạo diễn. Không chỉ có thế, được biết Lý Hải còn đang sở hữu trong tay 4 công ty riêng về sản xuất phim điện ảnh, lĩnh vực bất động sản, kinh doanh, bình chứa xăng dầu, chứa nước và một công ty phân phối mỹ phẩm. Nuôi con bình dân đến bất ngờ. Như đã nhắc đến ở trên, Lý Hải Minh Hà kết hôn và có nhau 4 nhóc tỳ đáng yêu. Gia đình nam ca sĩ cũng được từng báo chí ca tụng nhiều hơn với danh xưng gia đình đông con mà hạnh phúc, top 1 làng sao Việt. Có lẽ với Lý Hải Minh Hà, số tài khoản khủng được kể đến ở trên cũng không so sánh được bằng khối tài sản giá trị là 4 bé con đáng yêu, khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Tuy nhiên, để có được cuộc sống gia đình hạnh phúc như hiện nay, các bé con được nhìn người yêu quý, bản thân Lý Hải Minh Hà đã phải tự đặt ra cho mình những quy tắc dạy con mà nhiều gia đình giàu có khác chưa thực hiện được. Hay như một chia sẻ trước đây của Minh Hà, cô cho rằng dù điều kiện gia đình khá giả, nhưng cô và chồng đã thống nhất với nhau về cách nuôi dạy con. Cả hai không bao giờ để con biết ba mẹ có tiền và ỷ vào điều kiện của gia đình. Thứ nhất, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Chắc hẳn với những ai thường xuyên quan tâm đến bà mẹ Hot Mom Minh Hà thì đã quá quen thuộc với những topic mà cô chia sẻ chuyện vắt sữa cho con bú, cách bảo quản sữa hay làm thế nào để nuôi con bằng sữa mẹ tốt nhất. Với Lý Hải Minh Hà, cô rất ít khi chọn sữa ngoài để sử dụng cho con những năm tháng đầu đời, mà ưu tiên dùng chính nguồn sữa mẹ vốn có của mình. Đó cũng là cách cô bảo vệ con trước những nguy cơ bệnh tật khác. Thứ hai, cho con học trường công. Đây có lẽ cũng là điều kiện được nhiều người nhắc đến về cặp vợ chồng Lý Hải Minh Hà kể từ khi cậu con trai cả Rio bắt đầu đi học mầm non rồi đến bé gái thứ hai. Thay vì để các con theo học tại các trường quốc tế, dân lập như nhiều ngôi sao nổi tiếng khác, cả hai lại cho bé học trường công lập với mức học phí khoảng 1 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, dù cho con học trường công lập, nhưng vợ chồng cô vẫn gắn đầu tư thời gian, tiền bạc cho con học tốt tiếng Anh, bởi đây là độ tuổi mà các bé dễ tiếp thu ngoại ngữ nhất. Thứ ba, nuôi con thuận theo tự nhiên. Nuôi con, chăm sóc con tốt, Lý Hải Minh Hà không bao bọc con quá kỹ trong vòng tay của mình, mà luôn muốn cho con được trải nghiệm tất cả những gì mà một đứa bé trẻ bình thường đã trải qua. Gia đình anh không ngần ngại cho con tắm dưới trời mưa, một hành động mà tưởng chừng như những đứa trẻ thành phố ít bao giờ được trải nghiệm, chứ chưa nói đến những đứa trẻ con nhà giàu, nổi tiếng. Bên cạnh đó, hình ảnh cả nhà Lý Hải Minh Hà ngồi ăn kem ở vỉa hè, một công viên vui chơi thật sự khiến nhiều người phải cảm thấy ngưỡng mộ. Không chỉ tắm mưa, ăn kem vỉa hè, ông bố tiền tỷ còn bắt gặp cho các con thoải mái nghịch đất hay ăn cơm bụi như bao đứa trẻ bình thường khác. Thứ tư, nuôi dưỡng tình yêu ngay từ khi còn nhỏ. Sở hữu khối tài sản mà nhiều người mơ ước, những chuyến du lịch dài ngày đến các khu du lịch nổi tiếng quả thực không thể thiếu trong danh sách việc làm của những cặp gia đình Lý Hải Minh Hà. Tuy nhiên, họ luôn tâm niệm đây vừa là cách để các con hiểu thêm về thế giới xung quanh,
nhưng cũng là cách giúp các con thắt chặt tình cảm gia đình hơn, tình anh em. Bên cạnh đó, Lý Hải không bao giờ quên xây dựng cho các con một tình yêu đặc biệt dành cho người thân yêu. Vào những ngày cuối tuần, dù bận rộn, bộn bề với những dự án phim, âm nhạc, gia đình Lý Hải vẫn thường xuyên đưa cả gia đình về quê để hòa nhập với thiên nhiên, thăm ông bà, bố mẹ. Đó là cách hình thành tình yêu thương, sự gần gũi của những đứa trẻ với ông bà bé. Không chỉ có thế, những ngày kỷ niệm sinh nhật của các con, Lý Hải Minh Hà chỉ tổ chức đơn giản tại gia với những thành viên trong gia đình. Thế nhưng, những ngày kỷ niệm đó không bao giờ thiếu vắng tiếng cười của bốn nhóc tỳ. Thứ năm, để con tự do lựa chọn đam mê. Là những ông bố bà mẹ quan tâm đến việc giáo dục con, có lẽ vợ chồng Lý Hải Minh Hà chưa bao giờ gò bó các con theo sở thích của bố mẹ, mà luôn tạo điều kiện để các bé tự lựa chọn sở thích cho riêng mình. Cậu cả Rio được ba mẹ cho đi học võ, chị hai Cherry được đào tạo điều kiện cho đam mê thể dục nhịp điệu, còn bé Sunny thì vui thích khi chinh phục môn đua xe đạp thăng bằng. Sở hữu danh tiếng và khối tài sản khổng lồ, thế nhưng cặp vợ chồng Lý Hải Minh Hà luôn tạo được ấn tượng tốt trong lòng người mến mộ ở những góc cạnh khác. Điển hình là cách nuôi dạy con cái theo bản năng, bình dị đến bất ngờ. Có lẽ cách giáo dục của vợ chồng Lý Hải sẽ là những điều tốt đẹp và giá trị nhất mà cặp vợ chồng dành cho bốn bé con của mình.